Thưa quý vị, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với đời sống của địa bàn dân cư, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Nhiều năm qua, chi hội phụ nữ ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ đã trở thành mái nhà chung, là nơi giao lưu cũng như là chia sẻ của các chị em. Và một sông nước ban mai sáng nay, Việt Nam và Ngọc Diễm mời quý khán giả cùng tìm hiểu hoạt động ý nghĩa này. Bà Ngô Thị Nhanh trước đây là hộ nghèo. Giờ được chi hội phụ nữ ấp Thạnh Hưng 2 giới thiệu công việc ráp lúa và cho vay vốn 10 triệu đồng để mua nguyên liệu. Với thu nhập mỗi ngày khoảng 150.000 đồng, giúp bà Nhanh vừa trang trải cuộc sống hàng ngày, vừa có tiền tích góp. Lúc đó cũng khổ, khó khăn, con còn nhỏ, không có làm gì được. Cái cũng vay tiền phụ nữ, cũng 10 triệu rồi trả rồi hết rồi. Bây giờ cũng đỡ, mằng lú, mằng đồ. Chi hội phụ nữ ấp Thạnh Hưng 2 có hơn 100 thành viên. Để thu hút chị em tham gia, chi hội thường xuyên đổi mới nội dung, các buổi sinh hoạt, vừa triển khai công tác hội, vừa lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch. Ngoài đẩy mạnh nội dung ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, chi hội thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, như thành lập tổ tiết kiệm, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm. Thực hiện theo phụ nữ là cũng trồng rau sạch, rồi mần cỏ cũng sạch sẽ, rồi ăn uống đồ cho sạch sẽ, nhà cửa bếp núc cũng sạch sẽ, rồi trồng hoa kiển cũng vậy, tôi cũng rồi mình trồng thì cũng kêu con cháu nó làm, bà nội làm vậy đó, con làm theo, rồi nhà cửa cho ngăn nắp. Thì con cháu nó cũng noi gương theo mình, nó cũng làm vậy đó. Hiệu quả mang lại của sự năng động là từ chỗ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, chi hội không còn hộ nghèo. Chi hội phụ nữ ấp Thạnh Hưng 2 cũng là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào 5-0 ba sạch của xã Trung Hưng. Thí dụ cái gia đình không hạnh phúc thì mình chị em hội viên mình là cũng như là mình hợp hội lại, mình cũng phải trao đổi chị em rồi cái gia đình người ta hạnh phúc như vậy, rồi gia đình mình không phúc hạnh phúc như vậy, thì từ cái chỗ đó thì chị em người ta cũng có cái kiến thức, người ta cái nhận thức, thì mình ta nhận thức được thì mình phải tiếp tục mình đi sâu sắc tới cái gia đình đó. Đời sống khấm khá, chị em tích cực tham gia sinh hoạt để cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống làm ăn. Chi hội đã trở thành mái nhà chung cho các chị em, góp phần xây dựng công tác hội và phong trào phụ nữ địa phương ngày càng phát triển.